Hello anh em, chào đón trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tiếp cái tựa game mà là Siêu Đại Chiến anh em ha, của nhà phát hành VMCE. Rồi ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng xem những cái gói phúc lợi nè anh em, và cũng như là gacha, gacha, những cái tính năng gacha để mà test tỷ lệ ha. Và đặc biệt chúng ta sẽ xem là những cái con tướng ở trong này anh em thì nó sẽ có những cái đặc điểm gì thêm hả. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào xem tiếp anh em ha. Trước đó thì mình cũng đã có review cho anh em xem cái gameplay rồi, và cũng như là những cái tính năng của game rồi đúng không anh em? Ở các clip trước ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là các cái gói ở trong này là có những cái gì ngon anh em, và đặc biệt tí hồi nữa chúng ta sẽ chiêu mộ anh em. Thôi chắc là chiêu mộ trước đi anh em ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhập code nữa anh em ha, nhập code chung luôn anh em, để sau khi mà game ra mắt á thì chúng ta sẽ có một cái cơ sở hả, và cũng như là tài nguyên đầu game anh em chơi game cho nó dễ ha. Rồi đầu tiên vô gacha anh em ơi, trước khi gacha chúng ta xem sơ bộ về cái dàn tướng ở trong cái tựa game này ha. Thì nhắc cho những bạn nào chưa biết á, thì game này là thuộc thể loại vũ trụ anime. Nó sẽ tổng hợp lại những cái bộ anime và cũng như là những cái nhân vật ở trong những cái anime đó anh em ha. Đây anh em, ví dụ như là có One Piece nè, có luôn cả KOF All Star nè, Orochi nè, có cả ai đồ các thứ nữa nè anh em. Rồi có cả là Thanh Gươm Diệt Quỷ nữa nè. Đó, rất là nhiều những cái bộ anime và những nhân vật ở trong đó là thành một game anh em nha. Rất là hay luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào gacha anh em ha. Gacha đi test tỷ lệ nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có gacha là chiêu mộ hero anh em ơi. Chiêu mộ hero ha. Ở trong này là chúng ta có cái bản tâm nguyện anh em. Chắc là mình sẽ tâm nguyện một là Orochi, hai là con ai đi. Rồi ok, bây giờ sẽ vào test tỷ lệ nha. Chúng ta sẽ có một cái là cái ô là xác nhận bỏ qua clip rút thưởng á. Nhưng mà để cho anh em xem cái game, cái đồ họa, cái gì animation của cái rút thưởng đi anh em. Chúng ta có thể bấm bỏ qua cái này được anh em ha, để cho đỡ mất thời gian. Rồi ok, đây anh em. Ui, được luôn nè. Trời ơi, Orochi nhìn ngầu vải lúa anh em nha. Orochi này ở trong KOF All Star anh em ha. Ok, bấm bỏ qua được luôn nha. Cha, có cả là Quy Lão Tiên Sinh nữa chứ ạ. Con Chulin này là cũng cả là KOF All Star nè. Buggy là của One Piece nè, VV cũng vậy luôn nè. Bulma là của bên Dragon Ball nè anh em. Rồi ok, bấm bỏ qua cái này đi nè. Chúng ta sẽ gacha sơ sơ để xem tỷ lệ như thế nào nha. Trước mắt là thấy được Orochi rồi đó anh em. Khi mà chúng ta tâm nguyện ra được rồi á thì nó sẽ tích một cái dấu ở bên này anh em ha. Rồi cái con tiếp theo á là con A anh em ơi. Bây giờ sẽ hy vọng ra thêm A nha. Ui, ra ấy luôn kìa. Tính ra tỷ lệ cũng ok ghê chứ bộ này anh em. Ước nguyện đâu là được đó luôn này. Wow, ai là đây cái tạo hình khá là đẹp luôn em ha. Đây là tạo hình của ai đây anh em. Ok ha. Rồi để mình coi là có đổi tâm nguyện được nữa hay không anh em ơi ha. Tâm nguyện hôm nay đã thực hiện, mai hãy đến đổi tâm nguyện nữa bạn nhé. Ok, đó là tâm nguyện đã xong rồi đó anh em. Thì anh em ở đây có một cái rương để mà chúng ta, để mình coi rương này rương gì đây. Dùng nhận một hero SSR ngẫu nhiên anh em. Ngẫu nhiên ha. Ok, để mình làm vài phát nữa đi anh em ơi. Ở đây thì mình thấy có một cái ô. Ui. Trời ơi, được Nezuko luôn anh em. Ok chúa. Thanh Gươm Diệt Quỷ ha. Rồi, ở đây mình thấy có một cái dòng ghi đó là chiêu mộ liên tiếp 31 lần chiêu mộ tiếp ha. 31 lần là chắc chắn sẽ nhận được con hero SSR anh em, hero tím, hero vàng anh em ha. Đó là cái này dạng như là bảo hiểm đó anh em. Tức là tầm cỡ chừng 30 lần. Đây được một con nữa nè anh em. Kirito. Ok ha. Đây anh em, đó. Cứ nếu mà nó không ra thì cứ 31 lần là chúng ta sẽ nhận được ha. Tính ra cái tỷ lệ ra SSR tướng cam ở bên này rất là ngon luôn anh em nha. Đây ra thêm một con nữa nè. Ok chứ bộ ha. Đây thêm một con nữa nè. Trời ơi, Zenitsu anh em ơi. Ngon anh em. Nó có hệ nữa anh em nha, hệ lôi rồi các thứ luôn ấy. Đây nữa nè anh em, lại thêm một con Zenitsu nữa anh em ơi. Tiếp tục cái nữa đây. Cái này là có 3 hình thức chiêu mộ lận anh em nha. Mình đang trải nghiệm cái đầu tiên. Trời, gai. Gai bác môn mới chịu đẹp ha. Game này thì nó sẽ có gameplay cũng như đồ họa là chibi anh em ha. Đó, và cũng như là, ui. Cái này cái background đẹp thế nhờ. Anh em nhìn cái background này anh em. Con này có tên đó là Kurumi anh em nha. Kurumi. Trong bộ anime nào thì anh em hãy comment bên dưới nha. Nhiều bộ mình không rành đó. Trời ơi, Tanjiro. Ê, tính ra nãy giờ mỗi lần x10 là ra một con luôn á anh em. Ồ, ok ha. Tỷ lệ quá ok luôn anh em ơi. Lại thêm một đứa nữa nè anh em. Cứ mà tầm cái chừng 2-30 lần là ra anh em ơi. Hay. Rồi, Satoru. Ok,
đây là cái chiêu mộ hero nha, phải như là có ước nguyện. Khi mà anh em tích lũy chiêu mộ là chúng ta có thể nhận được thêm mấy cái rương nữa anh em nha. Rương mở ra thêm mấy con tướng ngẫu nhiên nữa anh em, các phẩm luôn. Đó. Rồi tiếp theo nữa là chiêu mộ ánh sao anh em ha. Ở bên này thì chúng ta sẽ thấy là xem thưởng nha, nó sẽ có một cái phần thưởng gọi là dạng như là cố định. Đó. Bên này thì có là 5% tỷ lệ ra là Orochi nè. Rồi có luôn cả những cái vật phẩm bên này nữa anh em nha. Đó, anh em có thể nhấp vào xem. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để cái animation lại đi. Chiêu mộ phát ít năm nha. À, animation này nó cũng giống animation bên kia anh em ơi. Không khác gì cả ha, để mình bấm bỏ qua cái clip rút thưởng đi. Rồi coi tỷ lệ nha. Ở bên này mình nghĩ tỷ lệ hơi chua anh em ơi. Cái này cái gì đây ta? Tinh phát anh em nha, cái này gọi là tinh phát anh em. Để coi. Có thể đổi tướng nữa nha. Anh em không thích Orochi thì anh em có thể đổi qua Madara đồ cái thứ cũng được anh em. Ai đồ cái thứ cũng được. Để mình đổi qua Madara đi đem trụi ngầu. Ok, làm phát nha. Đây Madara nè, cái này như là chúng ta tiêu chúng ta chiêu là được tinh phách anh em nhé. Tinh phách này anh em là để coi trận đồ đã kích hoạt anh em. Đây là những cái tính năng mới anh em ha. Tham gia game thì chúng ta sẽ đào sâu thêm gọi là cái đây anh em nguyên được Madara rồi nè. Đào sâu thêm những cái tính năng up tướng anh em ha. Đây một con Madara ngầu quá anh em ơi, được của nó nha. Được tinh phách luôn cả của này làm. Đây là Vegeta bên Dragon Ball anh em ơi. Đó, anh em đổi sang con tướng khác, anh em chiêu nó vẫn ra anh em nha. Ví dụ như là mình đổi sang Tăng Zero đi anh em. Rồi, chiêu mộ tiếp nha. Tinh phách thì thôi bỏ qua nha, khi nào ra tướng thì chúng ta tính. Rồi anh em ra tướng rồi nè, ơi tính ra cũng ngon nha. Tỷ lệ cũng khá ok luôn đó chứ. Đổi thêm con nữa coi. Đổi Mai Gai đi. 1 nè, 2 nè, 3 4 5. Ý, mình thấy có luồng đi ca nữa hay sao anh em ơi? Xa xa có luồng đi ca đây nè. 6 cái là ra. Gai bác môn. Nhưng mà bên này mỗi lần quay á anh em thì nó sẽ có ít 5 thôi chứ không phải là ít 10 nha. Ít 5 thôi anh em nha. Đó, khá là ok. Rồi test tỷ lệ tiếp nha. Madara đồ các thứ, mấy cái tinh phách này là dùng để up tướng anh em nha. Dùng để up tướng ấy. Thấy có cả Goku nữa hả? Để mình kéo xuống đây coi. Toàn bộ chúng ta có thể chia theo hệ nè, hệ hỏa nè, hệ lôi nè, hệ phong nè và hệ thủy nữa anh em nhé. Nó chia theo hệ hết ấy. Bên này thì tướng có cả thằng Luffy nữa nè anh em. Cả Luffy nè, thằng này thì tướng SR thôi ha. Chúng ta sẽ ưu tiên những cái con tướng tướng cam nè, sẽ ưu tiên những con tướng cam. Dù sao tướng cam thì cái phẩm nó sẽ cũng sẽ cao hơn tướng SR mà anh em. Đây, ra luôn rồi nè. Trời ơi, ok ghê ha. Rồi đó là chiêu mộ ánh sao ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại chiêu mộ tình bạn anh em. Ở bên này thì hình như cái điểm tình bạn này thì nó cũng đã ghi rồi ha. Thì chắc là chúng ta sẽ tặng cho nhau những cái điểm anh em. Thì lấy điểm này để mà chúng ta. Ôi chiêu mộ ra cả Orochi luôn nè. Ui. Cái này ở bên này thì nó sẽ không có cái phần ước nguyện. Ta có đề cử đội hình rồi các thứ thôi. À anh em chiêu mộ ra đủ đội hình á thì nó sẽ cho chúng ta thêm kim cương anh em nhé. Đúng luôn anh em ơi, đã nhờ. Trời ơi, này là thiếu một con nè. Chưa nhận nè. Bây giờ thiếu con này à. Con này ở bên Titan rồi các thứ nè anh em. Ok, mỗi lần chiêu mộ tình bạn chúng ta tốn 100 điểm anh em nha. Để coi tỷ lệ bên tình bạn coi. Đây, ra nữa rồi nè anh em. Viêm trụ à, ngon ha, toàn là tướng xịn không anh em. Tình bạn thì anh em tích cái điểm nó hơi lâu một tí thôi. Bởi vì chúng ta phải tặng điểm hàng ngày á thì may ra chúng ta mới có thêm điểm tình bạn nha. Chủ ra con này riết vậy ta. Đây con này hoài luôn anh em ơi. Đó, đó là về cái tỷ lệ chiêu mộ. Thấy Nezuko nữa nè anh em. Thấy tỷ lệ chiêu mộ khá là ok la luôn anh em. Vài cái là ra tướng, vài cái là ra tướng ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các tính năng là những cái làm cái phần nhập code đi ha. Rồi anh em muốn nhập code anh em nhấn vào phần avatar, nó sẽ có cái chữ code ở dưới này nè. Đó, anh em nhấn vào nhập giùm mình nha. Đầu tiên thì đó là cái code LivePay. À, nhập giùm mình luôn nha, bấm xác nhận. Đây nè, nhận quà luôn nè. Đó, có cả vé quay rồi luôn nha, vé cầu nguyện nè. Cái này là hộp cái này là quan cái này thân mật anh em ơi, đồ hảo cảm á. Kim cương đồ cái thứ ha. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến với lại một cái code nữa anh em nha. Code này là VIP mà 4 số 7. Ủa, cái này hình như là bị nó bị trùng rồi anh em ơi, nó bị trùng rồi. Từ nha. Nè, VIP 77 mới đúng anh em. Copy bị trùng. Đây, đồ thân mật chắc cú luôn anh em. Đó, cho cái kim cương nữa nha. Rồi tiếp theo nữa là VIP 999 anh em nha.
bây giờ mới đúng nè. À, cầu thủy tinh. Rồi à, mấy cái này tính năng game anh em nha. À, dùng để mở và tăng sao ngọc, nhận từ luân hồi vô tận. Đó, à, ok chưa? Rồi tiếp theo nữa, đây anh em, dàn cốt chung luôn nha. Chiêu mộ nè, chiêu mộ nha. Đây, à, được thêm vé quay nè, sách lên kinh nghiệm tướng nè, các thứ anh em. Rồi tiếp theo nữa, hình như là nhận được nguyên con tướng hay sao đó em ơi. Đây, Inosuke. Đúng luôn ạ. Nguyên con Inosuke luôn em. Hình như là đây là một cái cốt nhận tướng anh em nha. Hình như là cho thêm một con nữa hay sao đó em ơi. Đây, thêm một con nữa, Ichigo. Đây nè em, đúng luôn. Ui, nguyên một con tướng cam luôn nè anh em, Ichigo nè. Ngon nhờ, cốt xịn anh em ơi. Rồi, đó là tổng hợp hết những cái cốt mà đầu game anh em có thể nhập được anh em ha. Rồi, tiếp theo nữa xem cái phúc lợi được các thứ anh em nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là quà miễn phí Ri nè anh em. Rồi, những cái gói bơm lúa bên này để chúng ta lấy thêm thể lực anh em nha. Cái này là thể lực nè, hộp thể lực. À, ông nào có điều kiện có thể bơm những cái gói này thêm. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có là thẻ tuần anh em nha, thẻ tuần. Đó, thẻ tuần hào hoa siêu lợi nè. Đó, cái này chúng ta có thể nhận được thêm quà ha. Đây là thẻ tháng nè anh em. Thẻ tháng ha. Rồi, chiến lệnh nè. Đó, cái này anh em kích hoạt thêm ở dưới này á thì chúng ta sẽ nhận được thêm kim cương rồi các thứ anh em ha. Rồi, quỷ trưởng thành nữa nè anh em. Đó, quỷ trưởng thành này anh em kích hoạt thêm thì chúng ta sẽ có thêm quà ở bên phải bên này, khá là ngon anh em nha. À, cái quỷ này thì nói chung là anh em nào mà cày dạng như là chơi lâu dài á, anh em lấy quỷ trưởng thành này ngon, bởi vì nó lên tới level 80 là nhận được max quà luôn rồi. Đây, đây là cái quỷ siêu lợi. À, quỷ siêu lợi nha. Cái này thì để mình coi coi, mỗi ngày nó sẽ cho mình một phần quà anh em ha. Đây, từ ngày 1 cho tới ngày 30 luôn anh em. Quỷ hào hoa đó nè. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vào trong một cái shop anh em ha. À, shop này thì chúng ta nó có có luôn cả kim cương, nó có luôn cả thể lực luôn nè. Lần đầu tiên thì mình sẽ lấy thể lực đó là Ri. À, mấy lần sau thì nó sẽ cho chúng ta là tốn kim cương nhá. Cái này thì mình khuyên anh em nên lấy tối đa hàng ngày để anh em lia ải được các thứ. À, đây là shop ngôi sao ha, và những cái shop bên này chúng ta vượt ải thêm á thì nó mới mở thêm anh em nha. Có cả shop skin nữa nè. À, shop skin này thì chắc là liên quan đến bơm lúa rồi anh em ơi. Ây cha. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với phần sự kiện đồ cái thứ bên này anh em nha. Đây, sự kiện đây anh em, chúng ta sẽ có đua top lực chiến. Để coi đua top lực chiến, quà đầu tiên là cho wow, mảnh Son Goku. Son Goku này hình như là SSG3, trạng thái SSG3 anh em. Trời ơi, Hero SSR tự chọn nữa nè. Ngon không, với ánh sao nữa nè anh em. Ôi ôi, quá kinh anh em ơi. Trời, lực chiến dữ vậy. Chiến gì mà kinh vậy. Rồi, điểm danh 7 ngày nè anh em. À, nhớ vô điểm danh 7 ngày để lấy thêm quà nè. Nó cho thêm tướng nữa anh em nha. Nó cho thêm tướng nữa anh em. Rồi ngày cuối nó cho thêm một cái rương để mà dùng nhận tướng chỉ định nữa nè. À, hầu như là đăng nhập ngày là anh em có thể nhận được thêm tướng khá là ngon. Tiếp tế ngày nữa nè anh em. Đây là những cái thể lực, những cái giờ cố định anh em nha. Đây, giờ thì nó ghi ở trên này. Cột móc nữa nè. À, liên thủ vượt đào ải đầu nữa nè anh em. À, các thứ anh em ha. Quà tăng cấp đồ dưới này nữa nè. À, nhận được thêm anh em ha. Tăng cấp là nhận được thêm quà dưới này nữa nè. Ủa, đã chưa. Rồi, nhận để tí mình cho anh em xem gameplay cho những bạn nào chưa biết gameplay như thế nào ha anh em. Quà tích lũy nè. Rồi, bơm lúa liên nè. Rồi, tích hẹn giờ đó. Chủ cái này ghê. Rồi, bổ sung thể lực hôm nay nữa nè anh em. À, ngon lành, chủ thể lực nó cho nhiều nha. Rồi, ok. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại thêm những cái quà bơm lúa đầu rồi các thứ nha. Đây anh em, quà bơm lúa đầu đây anh em. À, nhận được Zenitsu nè. Anh em bơm nhiều vô thì chúng ta có thể nhận được thêm tăng Zero và cũng như là có luôn cả là Nezuko các thứ. À, rồi bây giờ chúng ta có nhiệm vụ 7 ngày nữa ha. Cái này hồi đợt mình có review cho anh em xem rồi anh em. Đây, bảy nhiệm vụ 7 ngày. À, để anh em làm để nó kiếm thêm quà 7 ngày ha. Rồi để mình vào trong cái phần là đi ải đi nè, để cho xe cho anh em xem gameplay được các thứ ở trong này. Coi Madara với lại không phải, mình có Madara ta, Orochi. Có Orochi được các thứ đó anh em nha. Đây anh em, nguyên một dàn tiểu mình có luôn cả là ai và cũng như là viêm trụ của chúng ta nữa nè. Đây là gameplay anh em ha. Để mình coi coi. Nộ đó anh em. Ủa cái chữ X3 ở đây, X3 nè, khoảng như là có cả. Ui, ai nộ nè. Ghê chưa anh em? Đó, đây là game dạng như là chibi anh em ha. Thì bạn nào thích những cái tựa game chibi đồ họa như thế này thì có thể tải về trải nghiệm thử anh em ơi, mình thấy cũng khá là ok anh em. Vũ trụ anime.
Hồi nãy mình bật đồ họa lên thì không biết là nó có sai sót gì không, thấy nó hơi ấy ấy anh em nhỉ. Để tí hồi nữa bật lại anh em có thể chỉnh đồ họa được anh em nha, có thể chỉnh đồ họa được các thứ được luôn. Ai nổ đây anh em, đẹp quá ha. Đam lại to nữa mà ai này như là nó nổ đơn mục tiêu anh em nha. Ai này như là nó nổ đơn mục tiêu anh em. Wow, đẹp quá. Hình như là mình chỉnh cái đồ họa nó hơi sai, để mình chỉnh lại anh em ơi. Đây, bên này là chỉnh thiết lập đồ họa ha. 60 FPS nè, cái này là thử răng cưa vừa thôi. Vừa thôi, cái này là độ nét mượt nè, HD rồi các thứ nè anh em. À. Rồi ok, chắc tạm được, nó đang thử răng cưa này nó hơi nhiều. Rồi đi ải tiếp ha. Đó, đầu game thì anh em cứ chú trọng vào đi ải rồi các thứ thôi. Đó, và cũng như là tham gia gacha, đồ kiếm tướng ngon đồ xong xuôi rồi chúng ta đi ải nó dễ anh em ha, dễ hơn. Chưa thấy Orochi nó nộ nha. Tầm cỡ chừng thằng A nó nộ xong là coi như là xong game rồi đó anh em. Ôi A này nó két nộ ghê anh em ha, chứng tỏ là A mạnh anh em. A mạnh thì nó mới nộ sớm được anh em, nộ nó nhảy lên sớm á, nhảy lên nhanh á thì nó mới nộ được ok được anh em. Đó. Nếu mà chơi thì đầu game thì mình nghĩ là nên lấy một con A thôi. Mở khóa thẻ kinh nghiệm mới đó nè. Rồi để coi cái này cái gì đây, triệu hồi sư, kỹ năng. Rồi kích hoạt cái thẻ mới anh em hả? Cài kỹ năng, ok kéo xuống. À, cái thẻ này dạng như là hồi nãy anh em thấy có một cái nộ không anh em? Rồi ok. Rồi ổn với đó anh em, bây giờ ra lia để trải nghiệm cái thẻ mới anh em nhé. Trải nghiệm cái thẻ mới là như thế nào. Lia ải thì nó sẽ cho chúng ta thêm tài nguyên cũng ngon lắm anh em nha. Nên là anh em chịu khó lia ải càng nhiều càng tốt ha. Để coi cái thẻ mới, rồi đây thẻ mới đây. Wow. Ui mạnh nha. Ui hai lần nổ. À, gắn bao nhiêu thẻ thì nó sẽ chơi bấy nhiêu thẻ ha. Hay quá anh em ha. Được. Rồi ok la đó anh em ơi. Rồi ok anh em ơi, sơ bộ clip này như vậy ha. Thì hẹn anh em lúc mà game ra mắt anh em ha. À, mình có nắm bắt được cái thông tin về cái thời gian ra mắt game anh em, thì nó sẽ rơi vào khoảng ngày 30 tháng 10 tới đây anh em nha. Còn có vài hôm nữa thôi anh em. Đó, thì hẹn anh em vào dịp ra mắt chính thức anh em ha.